Hello. Hello Nga. Okay, how are you today? Fine. Very good. Yay. Okay, đã có một chuyện. Đã mang. Okay, hôm trước thì mình đang luyện tập về phần reading. Okay. Được rồi, đã có một chút nhá. Sao trông sao nghe giọng có vẻ mệt thế? Ok. Nào, cô chia sẻ màn hình này. Không. Đợi cô chút. Ok. Nhìn thấy màn hình của cô chưa? Ok. Nào, hôm trước thì mình đang làm câu 1 đúng không? Làm về nhà làm, cô có gửi bài tập về nhà không nhỉ? Chưa Chưa làm à? Ok, vậy thì bây giờ làm luôn. Được chưa? Nào, làm cho cô. Bài này là con đọc đoạn văn, sau đó là điền từ vào chỗ trống để tạo thành câu. Cô dở lại trang đầu tiên được không? Cái trang có hình à, không phải cái này. Để xin có tắt cái background. Cái gì đen xì còn? Đâu có gì đâu. Đoạn này mình phân tích rồi mà. Không cho nói cái phần này cơ. Một bài tập về nhà Bài tập về nhà. cơ. Làm chưa? Chưa. Ông bật in. Cô không hiểu Nga nói gì. Bài tập về Ý nhà. con là Bài mà có hình ấy là phần 7, 8, 9, 10. Còn câu 1, 2, 3 này làm gì đã có hình. Ok. Nào, đọc đoạn văn sau đó làm cho cô. Nhanh lên. Ủa, hình như cái này con xem rồi mà. À, quên con lấy. À, cái này đằng sau. Nào, Cũng tập khó trung làm lựa. đi. Tập trung làm đi Nga. Hello. Ơi. Awesome. Okay. Now, chữ bài nhá. Number one. The colors of the parrot were blue and yellow. Chính xác. Pastor. Some words. Chính xác. Nào, bây giờ mình sẽ đọc bài này nhá. Đọc đoạn này. Mary's uncle and aunt came to her house last week. They gave her a beautiful parrot. It was blue and yellow. Mary was very happy. Nga ơi, tập trung nghe đó con. Tập trung nghe đã, rồi thích làm gì thì làm chứ. Chú ý về âm một chút nha. Mary was very happy with her new pet. She called him Pastor. Mary's aunt told her, Parrot is fruit. Mary's uncle says, Parrots can talk. You have to teach Pastor some words, Mary. Nào, đọc bài. Mary's uncle and aunt came to her house last week. They gave her a beautiful parrot. It was blue and yellow. Mary was very happy with her new pet. She called him Pasta. Nào, Mary's aunt. dừng lại. Past,
Pasta. 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 Tiếp con. Mary's and talk to her. Paris eat this. Paris eat. Đi đi đọc lại. Paris eat fruit. Mary's uncle said, Paris can't talk. You have to teach pasta some words, Mary. Ok, lại tiếp tục pasta nhá. Pasta. Pasta. Ok, dịch bài này. Dì và cậu của Mary đến nhà của cô ấy tuần trước. Họ đã chọn đưa cho cô ấy một con vẹt rất là đẹp. Nó có màu xanh và màu vàng. Màu xanh dương màu vàng. Mary rất là vui khi với con thú cưng mới của cô ấy. Cô ấy gọi con vẹt đó là Pastor. Dì của Mary nói với cô ấy là vẹt có thể ăn trái cây. Cậu của Mary nói là vẹt có thể nói, cháu có thể dạy cho pasta một ít từ vựng, Mary à. Ok. Ok, cô thì lại nhá. Chú và dì của Mary thì tới thăm nhà vào tuần trước. Họ đã tặng cô ấy một con vẹt rất là đẹp, nó màu xanh và vàng. Mary rất là vui khi mà có thú cưng mới. Cô ấy gọi nó là Pastor. Dì của Mary nói với cô ấy. Dì của Mary nói với cô ấy là vẹt ăn hoa quả đấy. À, chú của Mary nói và vẹt có thể nói. Con có thể dạy cho Pastor một vài từ, Mary, được chưa? Tiếp tục làm câu 4, 5, 6 cho cô. 456 trên tờ với Ừ, thế con làm. không có. Đúng rồi, bởi vì cô để 4, 5, 6 lại mà. Phần đầu tiên Ok, chị bài nhá. For the first two words that Bertha learned was pastor and hello, chính xác. Fred, who was Mary's brother, chính xác. Flu, chính xác. Đúng rồi, cô đọc bài này. Ok, để cô xóa này đi đã. Ok. First, Mary taught the parrot to say pasta and hello. Then he learned to say Mary, yes, no, and lunch. The pastor learned more words. On Saturday, Mary's mother opened the living room door and asked Mary and her younger brother, Fred, who do you want to eat for lunch? Fred shouted, pastor. The parrot was there with them and he thought, oh no, Fred wants to eat me. And he flew outside. Đầu tiên thì Mary đã dạy con vẹt nói từ pastor và xin chào. Sau đó, con vẹt học nói Mary này có không và bữa trưa. Sau đó là pastor đã học được nhiều từ hơn. Vào hôm thứ bảy thì mẹ của Mary đã mở
cửa phòng khách và bảo Mary và em trai Fred rằng con muốn ăn gì cho bữa trưa thế. Fred hét lên pasta, và con vẹt đã ở đó với họ và nó nghĩ là oh no, Fred wants to eat me, có nghĩa là ôi không, Fred muốn ăn tôi à. Và sau đó là con vẹt đã bay ra bên ngoài, được chưa? Nào, tiếp tục mình sẽ đến đoạn văn này nhá. Nào, làm cho cô câu 7, 8, 9 và 10. Okay. Vì con tin là chữ là bị thiếu nên cô đọc như này. Cô chưa bài được chưa? Ok. Ok, nào, đang làm gì đấy? Con biết. Không biết làm, không biết cái gì? Bây giờ Không, từ không đấy. cần, không cần biết đâu, cô đã chữa rồi thì cần gì phải biết. Ok, chữ À nhé. Dạ. nào. Now, seven. Cái câu này sai. Tại sao? Chúng ta không thể nói là in garden được. Garden ở đây là danh từ đếm được. Mà danh từ đếm được thứ nhất là nó phải có mạo từ chứ. Danh từ đếm được số ít thì nó phải có mạo từ ơ ân hoặc the chứ. Phải là the hoặc là there. Câu 1 sai mất rồi. Tương tự câu số 8 cũng sai. Ơ. In kitchen ở đây. Đáp án nó là in kitchen. Tuy nhiên này. Chính xác ra nó phải là in the kitchen hoặc phải in their kitchen giống như ở bên trên. Được chưa? Bởi vì tương tự kitchen nó cũng là danh từ đếm được ở dạng số ít nhá. Tiếp tục này. Ok. Pastor gave, tương tự ở đây chúng ta sẽ có grape là quả nho. Đây này, nhìn thấy grape chưa? Nó cũng là danh từ đếm được số ít thì nó phải sử dụng mạo từ chứ. Con không rõ cái từ con Cái này phải hiểu rất là rõ thì mới làm được. Bởi vì là khi mà con viết luận ấy, được chưa? Mà con sai những cái mạo từ này là con sẽ bị trừ điểm đấy. Tiếp tục, yes, ok, được rồi. Nào, đọc bài. Mary and Fred went out to the garden, but they couldn't see Pastor. Then their mother shouted, "Oh, he's here in the kitchen. The children want to see." Pastor had a grape in his mouth, and then he gave it to Mary's mother. She laughed and says, "I know you want to tell us something. Is it? Please eat fruit and not pasta." The parrot jumped down, up and down. Yes, he says. Okay, now đọc bài đi. Mary and Fred run out together, but they can't see pastor. Then their mother shouted, "Oh, he's here in the kitchen." The children went to see. Pastor had a grape
in his mouth, and then he gave it to Mary's mother. She laughed and said, "I know you want to tell us something. Is it? Please eat fruit and no pasta." The parrot jumped up and down. "Yes, yes," he said. Okay, dịch bài này cho cô xem nào. Mary và Fred chạy ra ngoài vườn, nhưng họ không thể nhìn thấy pasta ở đó. Rồi mẹ của họ nói, nó ở trong nhà bếp. Những đứa trẻ, Mary và Fred chạy đến để xem pasta có một quả nho ở trên miệng của nó, và sau đó cậu ấy đưa nó cho mẹ của Mary. Mẹ Mary cười và nói, "Ta đã biết là ngươi muốn nói gì, ngươi muốn nói với chúng tôi cái gì rồi. Đây thế này phải không? Làm ơn hãy ăn trái cây và đừng ăn pasta." Con vẹt nhảy lên và xuống. "Đúng rồi, đúng rồi," anh ấy nói. Ok, dịch đoạn này chưa được hay cho lắm nhá. Cô dịch lại này. Mary và Fred thì chạy ra ngoài vườn, nhưng mà chúng không thấy pastor đâu cả. Sau đó là mẹ hét lên, nói bên trong một phòng bếp ấy, bên trong phòng ăn ấy, bọn trẻ chạy tới, pastor đang ngậm một quả nho ở trong miệng, và sau đó anh ta nhả ra cho mẹ của Mary. Cô mẹ cười và nói, ta biết là ngươi muốn nói gì đó. Thật à? Làm ơn hãy ăn fruit là hoa quả, đừng có ăn pasta. Và sau đó con vẹt mừng rỡ nhảy lên và xuống. Thấy chưa? Kiểu khi mà ai đó vui mừng ấy thì người ta sẽ nhảy cẫng lên ấy, thì đấy thì gọi là jump up and down. Thấy chưa? Đúng rồi. Thấy chưa nào? Mấy cái he says này, nếu mà trong một cái ngữ cảnh mà dễ hiểu thì con không cần dịch đâu. Thấy chưa? Tiếp tục nhá, mình sẽ đến với bài tiếp theo này. Nga, ngồi học hẳn hoi nào con. Dạ. Học ngồi học hẳn hoi nào, như học trên lớp rồi nào. Read the text, choose the right words, write them on the lines. Đọc đoạn văn này, chọn từ đúng để điền vào chỗ trống. Bắt đầu làm đi. Okay. There's often a hot house on stage. Hot house. Hot house là gì cô? Rồi. Hello? Did you hear me? Rồi. Ôi con. Này từ này là gì? Cô tưởng con đang tự nói tự dịch chứ. Ok. Hot house, hot là gì? Là nóng. Không, ví dụ một cái ngôi sao đang rất hot. Là nổi tiếng. Đúng rồi. Thì nó nói đến về sự phổ biến ấy, được chưa? Thì đây là một ngôi nhà rất là phổ biến của những cái con, nghĩa là rất là thân thuộc của những cái con rắn, được chưa? Có hiểu không ạ? Có hiểu không ạ? Hiểu.
Okay. Okay, chữ bài nhá. Number one. Another mới đúng. Tại sao? Ở đây này. Some có nghĩa là một vài. Another là khác. Và any là bất kỳ. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có này. Nào, ngồi thẳng lên đó. Cô nhắc hai lần rồi nha. Okay. There is often a some big house have zoos. Inside a zoo, you can find lots of animals. There is often a hot house of snakes. Trong một vài một cái thành phố lớn hoặc thị trấn lớn thì đều có sở thú. Bên trong sở thú bạn có thể tìm thấy rất là nhiều những con động vật. There is nơi đó thường là một cái nhà thường là dành cho rắn. Những cái ngôi nhà khác thì dành cho chim. Được chưa? Ở đây là những cái khác ở đây another là khác, house là nhà, nghĩa là những ngôi nhà khác. Có hiểu không ạ? Những ngôi nhà khác thì dành cho chim và big lake for ducks có nghĩa là hồ to thì dành cho vịt and fish và cá. Some zoos, câu số 2 chính xác, rất tốt. Câu số 3 này. There, chính xác. Câu số 4, children lie. Tại sao câu này lại sai nhỉ? Sao lie nó phải là gì? Going. Thế tại sao lại ghi là câu lie cộng verb in hoặc to verb nhá? Được chưa? Lie verb in thông thường thì người ta sẽ đối với những người mà người ta không biết hoặc thông thường đối với tất cả mọi người thì mọi người sẽ sử dụng lie verb in hoặc là lie to verb nhau. Con nghe không? Không cần sửa. Nghe đã, cái này rất là quan trọng là phải nghe để hiểu. Lie verb in và lie to verb, được chưa? Thông thường mọi người sử dụng nó như nhau, tuy nhiên nó có một vài điểm khác biệt sau đây, chú ý lắng nghe. Lie verb in dùng để chỉ một cái sở thích nói chung, ví dụ tôi thích ăn sô cô la. I like eating chocolate. Được chưa? Tiếp theo lie to verb là dùng để nói về một cái thói quen, một cái sự lựa chọn nào đó. Ví dụ, tôi thích ăn bánh quy vào buổi sáng. Được chưa? Nghĩa là sự lựa chọn của tôi vào buổi sáng là bánh quy. Cái sở thích của tôi vào buổi sáng là tôi chọn bánh quy. Được chưa? Chứ chưa chắc là tôi thích bánh quy về bánh kem. Nhưng mà vào buổi sáng thì tôi thích bánh quy hơn. Thì like to verb nó chỉ sự lựa chọn nhiều hơn. Vậy thì đối với cái câu này mình sẽ nói là I like to eat biscuit in the morning. Có hiểu không? Nhắc lại xem nào, chả chú ý gì vậy Nga. Like verb in là gì? Bất tin là hôm nay cô rất là buồn vì phong thái học của Nga ấy nhá. Bình thường cô rất là vui khi mà con học rất là tích cực, con học rất là nghiêm túc. Nhưng hôm nay cô không thấy. Trong lúc mà cô giảng thì con lại làm việc khác. Lúc nãy cũng thế. Cô chưa bài thì con lại viết cái gì đấy, tôi cũng không biết là con viết gì. Hôm nay trong lúc cô chưa cô nói, cô giảng. Bởi vì cái này không nhiều người biết. Mà ai biết thì người đấy sướng hơn thôi. Ai biết thì kiến thức sẽ nhiều hơn. Học với cô là cô sẽ không, cô sẽ nói thẳng, cô rất là thẳng thắn. Cô không như mấy cái bạn mà sinh viên dạy con đâu. Cô biết là con học với mấy bạn sinh viên đấy sẽ vui hơn đấy. Nhưng mà liệu con học ai được nhiều hơn? Mình có tố chất, mình có khả năng thì mình phải cố gắng. Mình phải lắng nghe. Tiếp theo là nói về phong thái học. Khi mà học thì phải ngồi nghiêm túc chứ. Cô đang dạy con, cô còn đang phải ngồi nghiêm túc. Thứ nhất là nó thể hiện cái sự tôn trọng của mình đối với cô giáo. Và cô ngồi nghiêm túc cũng để thể hiện sự tôn trọng của cô đối với con. Cái thứ hai là nó cũng sẽ liên quan tới một cái về một cái mặt gọi là phong thủy ấy, tướng của một người, tướng ngồi thẳng thì nó sẽ thì nó sẽ thể hiện một cái tướng tốt hơn. Được chưa? Thế Nga hôm nay cô nói như thế con đã hiểu chưa? Rồi. Được chưa nào? Cô nói thế không phải là để cô trách mắng con gì cả. Cô chỉ mong muốn là Nga thay đổi tốt hơn thôi. Bởi vì mai sau con sẽ gặp những cái môn mà nó... Cô nghĩ là bây giờ con nghĩ là nó dễ. Nhưng mai sau con sẽ gặp những cái môn mà nó khó hơn thì sao?
Và tiếng Anh ở đây cái trình độ này cô đánh giá là đang rất dễ đấy. Và cái khó nó sẽ bắt đầu đi từ những cái cô nói. Mà bây giờ những cái cô nói không nghe thì sẽ không học được đâu. Mình có cái cơ bản thì mình phải cố học càng lên cao, càng nhanh, càng tốt. Trong lúc mọi người ngủ thì mình phải học. Bây giờ trong lúc các bạn con đang ăn cơm, các bạn con đang chơi thì con đang học là việc rất là tốt rồi. Nhưng con phải tận dụng cái thời gian này để con làm sao mà con dồn được hết 100% cái sự chú ý, cái sự tập trung của mình vào. Đã rõ chưa? Cô nói lại lần cuối này. Chúng ta sẽ có hai cái like, like hoặc là love đều là thích đúng không? Love thì nó thể hiện là nó còn mang ý nghĩa về tình yêu nam nữ nữa, thấy chưa? Thì like, love đều thể hiện sự yêu thích, thấy chưa? Chúng ta sẽ có hai dạng này, like hoặc là love, chú ý nghe này, like hoặc là love cộng với verb ing có nghĩa là yêu thích một cái gì đó nói chung, đó là cái sở thích của mình. Ví dụ con này đi vẽ đúng không? Ví dụ con thích vẽ chẳng hạn thì con sẽ có thể nói là I like drawing, được chưa? Tuy nhiên này, like to verb hoặc love to verb thì nó lại sẽ thể hiện một cái sự lựa chọn, một cái thói quen của con. Ví dụ con thích ăn trứng vào buổi sáng hay là con thích ăn bánh quy vào buổi sáng, được chưa? Nghĩa là sự lựa chọn của con vào buổi sáng sẽ con sẽ thiên vị, nghĩa là con sẽ đặt bánh quy hoặc là trứng lên hàng đầu, được chưa? Được chưa? Mặc dù là con không thích bánh kem bằng bánh quy đâu, nhưng mà vào buổi sáng thì con thích bánh quy hơn đấy, được chưa? Thì đấy là cái sự lựa chọn, một cái thói quen, được chưa? Thì đối với câu đấy mình sẽ nói là I like to eat biscuit in the morning. Hiểu không ạ? Hiểu không? Mà bóc in viết như nào? Verb ing á? Verb ing viết như nào? Cái từ đấy nó viết như thế này. Đâu? Viết ra cho cô xem nào. Cô chưa nhìn thấy. Ê yên từ từ để cô kéo camera lên. Đúng rồi. Verb ing là những cái dạng động từ thêm đuôi ing cho con. Playing này, studying này, thêm ing vào thì nó là verb ing, được chưa? Đó. Thông thường thì cô chỉ nói cái này đối với những cái bạn mà các bạn ấy học được thôi. Còn bình thường thì để cho những cái bạn nào bạn ấy học nó chưa được tốt lắm thì cô sẽ thường không nói đâu. Bởi vì là cái này là một cái giống như kiểu là nâng cao ấy, được chưa? Live vô in thì sẽ là sở thích nói chung. Ngày con rất là giống cô ngày xưa. Cực kỳ giống luôn. Like to verb là nói về sự lựa chọn, thói quen. Ngày xưa cô cũng thế, nhưng mà dần dần lớn ấy, bởi vì là cô ngày xưa cấp 3 thì cô trượt trường chuyên, cô bị trượt bởi vì điểm chuyên tiếng Anh của cô cao, rất là cao, nhưng mà điểm toán cô được có 4 điểm bởi vì cô bị sai đề bài. Thế là ở Nam Định có một cái trường rất là nổi tiếng, chắc nó phải nổi tiếng cả nước ấy, đấy, trường chuyên Lê Hùng Phong. Thì cô bị trượt trường chuyên, trượt trượt cái lớp chuyên đấy, được chưa? Thế là cô về một cái trường của huyện cô học, đợt đấy cô khóc rất là nhiều. Cô về một cái trường huyện của cô học thì các bạn học huyện nào ở đây thì các bạn ấy học rất là bình thường ấy, anh hiểu không? À, học nói thật sự rất là kém. Lúc đó thì cô kiểu, lúc đó cô sẽ kiểu mình giỏi rồi, cô rất là kiểu tự tin ấy. Mình giỏi rồi đó. Thì thực tế thì cô đi thi nước giải nhất nghĩa rất là nhiều, thậm chí cô còn đi thi quốc gia vân vân đấy, xong rồi cô đỗ ngoại thương. Nhưng mà bắt đầu khi mà lên đại học cô mới biết là có rất nhiều bạn còn giỏi hơn cô gấp 1.000 lần. Các bạn ngoại thương rất là giỏi, cô chỉ là con kiến thôi, các bạn giỏi lắm, các bạn ấy nghiên cứu khoa học này, thậm chí các bạn học hai cái văn bằng này, nói tiếng Anh như gió luôn đấy. Thế nên là dần dần cô lắng nghe nhiều hơn, cô nghe nhiều hơn, cô kiểu tập trung hơn trong cái mỗi cái tiết học của cô, để làm sao mà bởi vì cái áp lực của cô là cô phải đuổi kịp các bạn ấy, bởi vì nếu mà cô ngừng một tí thôi là cô sẽ không đuổi kịp được các bạn ấy. Thế nên là cô phải cố gắng tập trung, được chưa? Tích lũy, mình phải tích lũy dần dần những cái gì mà người khác cho mình, được chưa? Người khác cho mình càng nhiều càng tốt, mình càng phải lắng nghe, mình càng phải học hỏi, hiểu không? Hiểu không? Đấy là cách học đấy, được chưa? Ghi vào đi, ghi cái đấy vào đi, cái này rất là dễ nhớ rồi.
Life of in là sở thích nói chung, nghĩa là cái sở thích chung chung của mình. Tôi thích ăn sô cô la, tôi thích đi chơi. À, còn life to verb là một cái sự lựa chọn, một cái sự ưu tiên, một cái thói quen nào đó. À, nhầm. Xong Không chơi đi xong con cái ăn ghi nhầm. chưa? Cố gắng Nga học cái này xong rồi năm sau Nga học sang khét học pet để mình tạo nền tảng để mình học IELTS, mình có năng lực thì mình cố gắng tận dụng. Con nhớ là pet và cat là cấp 2 mà. Không, mà cô có một bạn học sinh học lớp 4, bạn học két rồi đấy. Học két mà bạn học được nửa chặng két rồi, bạn học rất tốt. Nói chung cái test két đấy nó không phải là dành cho cấp mấy, mà nó là dành cho sức học con ạ. Hiểu không? Sức học. Ai học tốt thì học trước thôi. Giống như kiểu mọi người bảo IELTS thì thường lên đại học mới thi. Cô thi thì năm lớp 10. Cô thi IELTS thì năm lớp 10 ấy. Mà cô không có lò luyện gì đâu, cô tự học hết đấy. Đợt đấy cô được lớp 10 cô được 6.5. Lên năm nhất cô được 7 chấm. Năm 3 thi lại thì cô được 7.5. Thành kệ. Nào, thoát ra vào lại cho cô nhá.